Mến chào cô chú và anh chị. Đây là nơi điểm du lịch tại đồi chè Cầu Đất tại thành phố Đà Lạt. Cảnh ở đây rất là đẹp của chú và anh chị ạ. Ở đây có thể ngồi xuống uống cà phê. Đó. Kia là các máy quạt gió rất là to. Đà Lạt đang là triển khai xây dựng những cái quạt là cung cấp điện này. Rất là đẹp cô chú anh chị. Đây, các bạn trẻ đang làm dáng chụp hình. View ở đây thì rất là đẹp. Nên là có nhiều bạn trẻ đến đây để mà chụp hình. Ai có đến Đà Lạt thì cũng nên một lần đến viếng thăm đồi chè Cầu Đất. Đây rất là đẹp, thơ mộng. Không khí rất là trong lành, mát mẻ. Và có một cái quán cà phê và nước giải khát ở bên cạnh. Đây là nơi nhiều người du khách đến rất là thích thú. Rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ, đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Viên ở đây rất là đẹp.
Đây là bãi đỗ xe. Tôi đã tới bãi đỗ xe rồi.